Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh nha. Nay tiếp tục 15 máy lô chữ V nha anh em. Chốt hàng thì nhớ giùm em là cái chữ V và liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527, số điện thoại có để trên tựa đề bài viết và cái ngày đăng máy. Anh em nhớ giùm em cái mã và cái ngày đăng máy thôi nha, chứ đừng có nói tên máy và cái giá. Rồi, anh em thì như thường lệ đó, chốt hàng không có đặt cọc tiền bọng gì hết, bởi vì mình xem kỹ con máy nè. Mình ok, mình ăn ý hết, mình hả chốt. Còn cái nào mình không biết, mình chưa ăn ý thì mình hỏi ha. Đó, chừng nào ok ăn ý hết, mình hả cho địa chỉ và số điện thoại và tên người nhận nha, là đã chốt rồi. Chốt xong đừng đổi tới đổi lui nữa, nó rất là phiền phức. Mình xem kỹ hết đi, rồi mình cái nào không hiểu mình hỏi cho nó kỹ hết đi, rồi mình hả chốt nha. Đó, giá trên đây thì cũng đã công khai khai giá rồi ha, và miễn phí ship tặng nhà cho mình. Đó, và hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, nổ máy xong mới trả tiền. Đó, một con máy sẽ bao gồm là 6 món phụ tùng đi kèm theo cho nó là dây đeo nè, lưỡi dao nè, tiếp tháo ghi nè, phát cước, lục giác 4 và cản cỏ ha. Cái nào thiếu em bỏ mới. Còn ví dụ như những con một tay này anh em muốn lên hai tay gáp bình thường, còn những con chưa có tay anh em gáp tay nào báo em sẽ gáp ha. Đó, gáp theo yêu cầu của mình. Đó, lên cho mình hai tay hay là cái gì đó. Và ga bóp thì em chỉ gáp ga bóp mới thôi nha anh em. Ha, chứ không có ga bóp zin ha. Anh em muốn ga bóp zin, kiếm con máy nào có ga bóp zin thì mình chốt. Rồi. Máy hôm nay là gồm có là Komatsu nè, Echo 260 nè, Komatsu nè, Magu nè, TH26 mà giá còn 1.7 kìa nè, Com23 nè, Isaki, Mitsu 130, Gobin đồng 33 đi chạy cực chắc luôn. Đeo lưng thì có con Komatsu siêu VIP luôn ha. Ở trên đây thì có Echo 253 bình xăng trên là 25cc, giá còn 1.4 thôi. Com, Makita, Shindewa, đó, và cũng có một con giá bán giá rẻ hôm nay cho anh em nè, con này giá 1.000.000 rồi ha. Anh em chốt hàng thì nhớ giùm em là cái mã chữ V nha. Đó, và gọi nên gọi trực tiếp nha anh em, chứ đừng có nhắn tin nha. Đó, gọi trực tiếp giùm em đi ha. Hoặc là có thể để cái số điện thoại dưới phần bình luận, em sẽ gọi lại là và chốt cho mình. Đó, ví dụ như chốt con V1 để cái số điện thoại lại và em sẽ gọi ha, em sẽ điện, em xin địa chỉ rồi ok mình chốt. Đó, chứ đừng có nhắn tin, làm biến trả lời lắm. Rồi, con V1. Con này là Maruyama nha anh em, giá 1.000.000. Giá khuyến mãi cho anh em ha. Hình thức máy là nguyên zin nha. Đó, con này là Maruyama, nhưng mà cái đời máy của nó là Mitsubishi T100 nha anh em, nồng 31 ly ha. Con này có 22cc chạy rất là mạnh nha. Con này chế thì em lên chế ra ngang cho nó nha anh em, chế zin ha, chế zin. Đó, có kim chỉnh gió cho mình nè anh em thấy không? Con ốc chỉnh gió này nó rất là sâu ở trong ha. Mình có thể mình lấy cái cọng dây chì mình mài dẹp mình có thể chỉnh được nha. Đó, chú bơm này ha. Đó, ra ngang. Mugi đứng chạy bao lanh nha. Những con này thì anh em chạy cỡ nửa ga thôi là cỏ như ngón giò cái rồi là nó quất hết rồi. Cỡ nửa ga thôi anh em chạy rất là lực ha. Tum nhôm, tum liền luôn. Quá ngon luôn, tum nhôm luôn mà giá có 1.000.000 à. Tum nhôm thì chạy không bao giờ bị hư tum ha. AB200 Maruyama. Đó, đời này. Này, công tắc nằm đây nha anh em. Cái cọng dây này nó xù lơi gì chừng nữa đi em làm lại hết nha, chứ không phải mà để gì giao cho anh em đâu. Còn những cái nắp gió thiếu thì anh em sẽ bổ sung vô đầy đủ hết, đầy đủ đồ cho mình đó. Rồi, con này thì xài tay lái một tay nha, không thích thì gỡ ra, gáp hai tay mới vô ha. Đó, dao bóp hay là cái gì đó báo, miễn phí, không có tính thêm ngày nào hết. Căng, trắng cỏ chưa có, đầu bò ghim nha anh em, đầu bò ghim luôn ha, có cái chén bát cước ghim luôn á nha, giờ anh em xỏ vậy vô. Ở cái này thì nó có cái ổ cước zin này nha anh em, về anh em xỏ chay vô ha, là em không có tặng cái ổ cước nữa nha. Đó là không có tặng ổ cước mới nữa nha, là còn cái ổ zin này đó, tặng như chỉ là còn mấy món kia thôi. Rồi, con V1 này 1.000.000, anh em nhanh tay nha, lâu lâu kiểu như bán con khuyến mãi cho anh em thường xuyên theo dõi kênh đó, đặng mình chốt thôi. Giá khuyến mãi ha, chứ giá này lỗ tụt quần rồi lời lắm gì nữa. Đó, rồi V1 1.000.000 đồng. Rồi em qua con V2 ha, cái dòng này là cái dòng Shindewa nha anh em. Shindewa này máy đây S20. Nồng 31 ly, nó cũng tầm 22cc nha anh em. Những con này thì những cái dòng máy là phải gọi là đời nó hơi trước tí xíu, là những cái dòng nồng bạc bích tông rồi, trong nó rất là dày, dên nó dài, nó chạy rất là lực nha. Đó, chế thì cũng đã lên chế ga ngang sẵn rồi ha, vú bơm đây. Đó, về sau này ví dụ như chế có trục chặt đồ này kia, gắn chế mới vô là xong nha anh em. Đó, chế này lên chế ngang nhưng mà lên chế zin cho mình nha. Đó, chứ không phải chế lô nha anh em. Chế này là những con mà máy đời mới bây giờ á, những con mà tem eco đồ ba lá cây thân thiện với môi trường á, nó sọc nồng em gắn vô nè, chạy rất là ngon, chạy rất là bốc luôn. Đó, nó không thua gì chế quanh gồ hết. Rồi, con này thì anh em cũng vẫn là đập cước được nè, chặt có cứng được nha. Đó, rất là mạnh, những con này chạy phải gọi là siêu bền. Dòng Shindewa thì anh em biết rồi,
ớt 20, 23, 26, ớt 35, ớt 45 đồ đó là cái đời của nó đó ha. Chạy rất là chất lượng. Đó, tùm nhôm luôn anh em. Trời ơi, giá 1.1 triệu, con này 1.1 triệu à. 1.1 triệu, 1.2 triệu, 1.1 triệu không mà tùm nhôm không rồi nay vô anh em à. Đó, tùm nhôm nhưng mà tùm liền nha, cái này tùm liền chứ không phải tùm gời nha. Đó, máy hình thức thì rất là ok ha, nó có bể nhẹ chỗ này tí xíu nè. Đó ha, nó có bị bể nhẹ chỗ này tí xíu anh em, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết, xài tốt ngon lành. Nếu như mà nó bể ngay mấy chân ốc thì áo nó lỏng đồ này kia không ấy, chứ cái này rất là cứng nha. V2 này 1.1 triệu, tay lái cũng chưa có luôn, muốn gắp hai tay em gắp cho bộ mới nha. Cần đầu bò đồ là nguyên zin anh em, zin chầm chầm ha, giật lên luôn. Nắm dây giật luôn chứ đừng dùng. Cái này cái con chó nó hơi bị tụt tụt á, ngày mai em kiểm tra em xử lý lại hết nha nè. Anh em khỏi lo phần đó, hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, được quyền nổ máy xong rồi mình mới trả tiền. Cái đó thì khỏi lo ha. V2 1.1 triệu. Em qua con V3, cái dòng Makita Men nha nè, Makita Men 212 thường gọi là Makita hoặc là Robin Cốc đồ này kia đó. Con này nòng 31 ly, 21cc ha. Cái đời này thì đời cao, đời mới. Đó, chạy nó rất là ok, nổ thì cực kỳ bốc luôn. Đó, con này thì chụp giật trợ lực nè, con này gọn nha, con này tầm 4kg thôi, còn hai con này nó hơn 4kg tí xíu nha nè. Đó, chế thì cũng là chế ga ngang ha, chế zin theo máy. Đó, đây, lên gà. Rồi, cái những con này thì cái le ở sau này là kéo xuống là đóng nha nè, đẩy lên là mở ha, mình bơm xăng đóng le lại, giật nổ xong là chạy luôn, nắp gió này chừng nữa gáp đầy đủ, gáp sau nha. Đó, máy thì nói chung hình thức khá là đẹp. Tôm nhựa tôm liền, con này gọn nhẹ sử dụng gia đình rất thích hợp cho những người mà những cái bác lớn tuổi thích gọn nhẹ nha, hoặc là những chị em phụ nữ nó rất là nhẹ nha nè. Đó, xài rất là ngon ha. Rồi, con này thì cũng chưa tay luôn, muốn gáp tay nào thì báo em sẽ gáp ha. Cần trắng cỏ đầu bò zin hết nha em, zin hết ha. Con này giá 1.2 triệu rồi, mấy con này chạy cực kỳ chắc, rất là bền nha. Chạy cực im ha. Đó, một con máy trợ lực gọn nhẹ thì rất là thích hợp cho mình những người phụ nữ. Đó, hoặc là những bác lớn tuổi ha, trợ lực chỉ cần nắm lên là nổ thôi nha nè. Thấy không? Em ngồi mà em giật tay trái là nó còn nổ đó. Rồi con V3 này 1.2 triệu ha. Em qua con V4. Cái con V4 này thì cái đời máy này là đời cao nha nè, đời cao đời vít ha. Đề Genoax Komatsu, con này 2000 nha, nòng 30 ly 20cc nha anh em. Cái dòng Genoax Komatsu anh em biết rồi, chạy nó rất là bền. Cái độ bền nó phải gọi là vô đối luôn, rất là bền. Và cực kỳ là tiết kiệm xăng nha. Còn cái độ ổn định là khỏi bàn, chạy rất là bốc. Và ổn định cao nó không khi nào mà không giặt hết, chạy nó rất là chuẩn. Đó, dòng này thường gọi là Komatsu cánh bướm á, hoặc là những cái con Hu 226 á, thì nó lớn hơn. Còn con này thì máy nhỏ nha anh em, nó cái kiểu dáng là nó như vậy ha. Bình xăng dưới thay mới rồi nha, còn bao nhiêu lại là zin 100% hết. Tum thì nó xài tum nhựa, tum liền. Đó, máy thì còn rất đẹp nha anh em, chỉ thay cái bình xăng dưới thôi. Đó, thay bình xăng dưới của cơm 2006 vô nè, nhìn cái máy là nó hầm hố lên liền thấy không. Đó, rất là đẹp ha. Công tắc nằm đây. Đó, Genoax Komatsu, chế zin, chế quanh gọt, chế một kim ha. Và con này sử dụng cái bộ tay lái một tay, anh em không thích thì dẫn đổi cho mình hai tay hết nha. Đó, cần zin nè, thấy không, đầu bò zin luôn anh em, zin nguyên con ha. Giá 1.4 triệu cho con V4. Quá im, quá giòn. Đó. Cái dòng này thì phải gọi là một con máy cho mình xài gia đình. Nhưng mà cái gia đình, cái kiểu mà gọi là VIP á nghe nè. Gia đình nhưng mà thuộc dạng VIP là những cái con này. Là nó cái đồ á, đồ đời mới, đời hiện đại bây giờ nó rất là ngon, chạy nó không có hỏng giặt ha, rất là ổn định cao. Rồi con này 1.4 triệu cho con V4. Em và con V5 là cái dòng này là Kyugit Echo 253 bình xăng trên nha em. Đó, bình xăng trên ha, nòng của nó là 32 ly nhưng mà nó đến 25cc là nha. Con này về đập cước chặt cỏ cứng, cỏ dôi, cỏ keo thì nói chung là thoải mái, thoải mái hết. Đó, chặt sậy hay là gốc gà gì đó, nói chung là làm láng hết. Những con này chạy rất là lực nha. Bình xăng trên thì xài cái bộ chế phao ha, bộ chế chế nổi đó anh em, để lâu để không xài nữa thì nhớ khóa lại giùm em, khóa xăng lại ha, đừng cho nó bị chảy. Đó, anh nào mà đã từng xài cái bộ chế phao này rồi thì biết
nó cực kỳ là dễ nổ luôn. Mình để có thể là 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày hoặc là một tuần lễ luôn, mình không cần bơm xăng, mình không cần đóng e, nó cũng vẫn nổ anh em. Những cái bộ chế xăng, chế phao này á, là xăng nó xuống ở đây rồi, nó xuống trực tiếp, lúc nào nó cũng có hết. Mình chỉ cần giật lên là nổ, nó như chiếc xe máy mình vậy đó. Xăng ở trên nó đổ xuống sẵn rồi, sáng ra đời é nổ, đời é nổ thôi, chứ không cần phải bơm xăng như bình xăng dưới. Đó, nó hay cái lợi hại như vậy nha. Nhưng mà nó ngược lại thì nó sẽ hao xăng hơn cái thằng bình xăng dưới chút đỉnh nha anh em. Nó cũng cỡ 8 với 10 thôi, chứ không phải mà nó uống như Mỹ uống bia nha. Đó, bình xăng này thay rồi nha anh em, bình xăng lớn thay rồi ha. Còn bao nhiêu lại là nguyên zin hết, về đập cước vậy có cứng đồ này kia là ngon lành, cành đào hết nha. Kiwit Echo 253. Đó, áo bằng inox luôn, cực đẹp ha. Đó, tum gầy, tum nhôm. Tum này là của Echo nha anh em ha, chỉ là gáp cho Echo thôi, 260 đồ này kia đó ha, chứ không có gáp loại khác được. Đó, đây số sợi ghi đây nghe nè, mắc lên da băng luôn ha, công tắc nằm bên đây luôn, có chân bảo vệ cho mình luôn nha ha. Cái mô ghi nó không đụng bao giờ đụng đất đâu. Rồi, tay lái hai tay và cái bộ cần nó là xài bộ cần xoay nghe nè, bình xăng trên là lúc nào là phải cần xoay đó, là nó cố định như vậy ha. Đó, chắn cỏ cần đầu bò rồi là zin nha, zin nguyên con nghe nè. Cái này nó bị kẹt gai găm ti còn hơi lớn, mời em xử lý là hết nha. Chừng nào đi gấp lử vô chạy thử ngon lành hết rồi mới gửi. Rồi, con V5 này 1.4 triệu thôi nghe anh em. Giá là giá quá rẻ rồi, giá quá rẻ ha. Anh em chốt thì nhớ giùm em cái mã là chữ V và liên hệ trực tiếp giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ nhín ra một giây cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like ha. Rồi, tiếp theo con V6 là con đeo lưng, con này 2.2 triệu nghe anh em. Con này là thuộc dòng Genoax Komatsu BC2610, mắc in da băng. Ở nòng của nó thì 34 ly, 26cc nghe anh em. Con này siêu đẹp, siêu vip rồi, ở siêu vip cấp gò rồi. Ở quá đẹp, lâu lâu mới được con Komatsu đeo lưng đẹp, bình xăng dưới zin còn đẹp, còn mới chát luôn nha. Đó, nòng 34 ly, 26cc ha. Đó, bô còn nước ga mới chát luôn đó. Rồi, cái dòng Genoax Komatsu thì anh em biết đến là cái độ bền này, cái độ bền thì nó quá vip rồi đúng không, bởi vì nó mới có Trung Quốc nhái theo. Và con này tum gầy tum nhôm anh em, sau này mình xài chán đeo lưng rồi, mình chỉ cần mua cái bộ cần thẳng mình gáp vô là xong, chứ không cần phải mà như đeo như cần thẳng lên đeo lưng thì nó hơi khó ha. Chế của nó là chạy chế quả ga anh em, chế tự động đó, vú bom trước ha, kéo lên là đóng, kéo xuống là nổ. Máy hình thức rất đẹp nha, Genoax Komatsu, thấy không, nói chung là máy đẹp, bao zin từng con ốc hết anh em. Cái cọng dây này là thiết kế nó như vậy nha, chứ không phải mà nó dư đâu anh em. Tặng cho mình quải sau lưng nè, mình ngoái cái tay lại là mình giật nổ luôn ha. Còn anh em muốn thu gọn lại thì em vẫn thu lại được bình thường nha, tại vì cái hàng zin về sao thì em để vậy ha. Quá đẹp, con này xuất sắc luôn anh em ơi, anh em nhanh tay ha, con một hả. Đó, trời ơi, cái tum gời tum nhôm mà nó không có chóc với nước sơn nè, quá đẹp nha anh em, quá đẹp ha. Rồi, 2.2 triệu nha. Ra đây công tắc đây ha, còn thiếu cái một tay thì em sẽ gắp vô đầy đủ hết, cần đầu bò đầu lòng nguyên zin anh em, zin chăm chăm hết nha. 2.2 triệu cho con V6. Rồi, chạy im như chó thở luôn. Quá im, trợ lực thì chỉ cần đụng nhẹ là nổ thôi. Trợ lực thì không cần giật nha anh em, chỉ cần là lôi cọng dây lên nè. Đó, lôi lên là nổ rồi. Rồi, con V6 này 2.2 triệu nha anh em. Em qua con V7 ha. V7 này là cái dòng Gobin. Ở Gobin này là 232. Nòng của nó là 33 ly nha anh em. Nòng nó là bằng với mấy thằng Mitsubishi TL á. Nó bằng với mấy thằng Mitsubishi TL 26, 261 á, chạy cực kỳ chắc luôn. Đó, nhưng mà những cái dòng này thì cái tên tuổi, cái độ hot hit của nó không có, bởi vì giá nó rẻ ha. 1.4 triệu thôi. Con này về anh em phan cước được nè. Chặt có cứng, sậy bọng đồ này kia là ngon lành hết. À, quên nữa, anh em nào mua đầu bơm nước thì mua thêm 150 ngàn ha, em có bán cái đầu bơm nước nữa đó nha, không ngày cũng có nhiều anh hỏi đó thì em cũng có bán ha. Về mấy con này về là chạy là gắt bền nha, tại vì là máy nó đã là đời mới rồi. Mà anh em nè, ốc là anh em nhìn nè, vàng khè đó, còn mới chát luôn, ốc đẹp từ con luôn. Đời mới là như thế nào, chế của nó thì đã chạy chế quanh gồ rồi ha, là nó cực kỳ tiết kiệm xăng, ổn định rất là cao ha. Và nó thêm cái nữa là nó được cái tum nhôm luôn đó. Cái áo thì cái áo màu trắng thì nó hơi bị dơ chút đỉnh nha anh em,
hơi bị dơ chút đỉnh ha, chứ thật ra con nã máy này rất là vip luôn đó. Tum nhôm, tum liền thì cái tum nhôm anh em biết rồi, là chạy nó không bao giờ bị hư cái tum, nó không cháy được. Tum nhựa chạy nóng có thể cháy nhưng mà tum nhôm là không bao giờ ha. Công tắc nằm bên đây anh em, ốc thì quá đẹp rồi. Rồi ta lái hai tay ha, cụm zin còn luôn nè, cái ga thì chưa có, anh em muốn gấp ra bóp ra chết gì thì báo giùm em. Căng đầu bò là nguyên zin nha anh em, cái nắp que này chừng nữa em đổi cho bộ khác ha. Quá im, chạy cực im luôn. Chạy phải gọi là không có tiếng động luôn. Anh em nghe nè, chạy rất là im nha, nổ rất là ấm, rất là ngon luôn. Mà lên ga thì siêu phát nè. Rồi con V7 này giá 1.4 triệu thôi nha anh em. Đó anh em nhanh tay đi ha, muốn con máy khỏe, con máy ngon đó, lụm giùm em ha. Rồi em qua con V8. Cái dòng này là dòng Mitsubishi ha, T130 nha anh em. Nòng của nó là 32 ly 24cc nha. Đó những cái dòng này thì chạy là phải gọi là mạnh vô đối ha. Những con 26cc mà thông thường máy đời mới bây giờ đó chạy không bao giờ ăn được con này. Dám khẳng định với anh em một câu luôn, chạy mấy con này rất là mạnh ha. Đó, con này thì còn cái bộ chế zin luôn nè. Cái bộ chế zin của nó là có kim chỉnh gió này nha anh em, ốc gam tì ha. Và cái vú bơm xăng đây. Đó, và mình vừa bơm vừa gặt cái này nha. Thấy không, cái nút này nè anh em thấy không. Đó, mình vừa bơm mình vừa gặt cái này. Thấy chừng nữa cho nó xì xăng ra, chừng nữa em sẽ làm cái cọng dây xuống đây ha. Nó xì xăng ra thì nữa em sẽ làm cái cọng dây, là mình đóng le lên, giật một hai phát nổ xong sập le xuống là chạy luôn ha. Bộ chế zin này còn là chứng tỏ cái máy nó ít xài á, là nó rất là ngon anh em, rất là ngon ha. Và thêm cái nữa nó được cái là tum gời, tum nhôm, tum 260 luôn, về gáp xịt thuốc là y chang, không cần phải chế cháo gì nữa hết. Mà giá thì nó có 1.5 triệu thôi. Và nó thêm cái nữa nó còn cái ổ cước Nhật luôn anh em, nó ổ cước Nhật, ổ cước zin theo máy luôn ha. Anh em chốt thì để yên nguyên cho anh em luôn đó, và không có tặng ổ cước nữa, không có tặng ổ cước mới ha. Ổ cước Nhật, ổ cước zin quá ngon rồi đó. Rồi cái tay ga thì nó gì nè, không thích thì lên bộ hai tay mới ha, bình thường cái đó gáp miễn phí. Rồi con V8 này giá 1.5 triệu nha anh em, giá 1.5 triệu cho con V8 ha. Đó, vừa bơm vừa nhận nè, đó thấy không, ướt rồi đó. Rồi ngọc xăng luôn. Quá mạnh anh em thấy không, nó có cái ổ cước zin vô nhưng mà mình lên ga cái máy nó không bị sượng luôn, lên tới đâu nó thét tới đó. Những con máy dòng đời trước này thì anh em biết rồi, dên dài, nòng bạc, bê tông dày, mâm lửa bự, chạy rất là mạnh ha. Còn cái mà ví dụ như cái trường hợp mà anh em về nhiều khi á, bị xăng nó thấy chảy chảy đây nè, nó bị nhiễu từ cái nắp gió này ra, thì anh em một cách xử lý rất là đơn giản, mình chỉ cần rút dây xăng ra ha, cái nào một giây thì rút một giây, cái nào hai giây thì rút hai giây, lên hết ga đó, mình giật một tí xíu là nó nổ, mình ghim vô lại là chạy bình thường hết nha, kiểu như nó bị ngọt xăng thôi chứ không ảnh hưởng gì hết đó, cái đó là bình thường ha. Đó, còn cái nào thắc mắc anh em chốt hàng, nếu như mà đã mua hàng bên em rồi, cái gì không biết cứ qua Zalo em hướng dẫn cho mình xử lý cụ thể hết, cái đó thì khỏi lo ha. Rồi con V8 này 1.5 triệu nha. Em qua con V9, cái dòng này là dòng Isaki nha anh em, Isaki, nhưng mà cái đời máy của nó là cái đời máy TGX 23. TGX nha anh em, TGX thì đời nó cao hơn TG 24 25, là nó chạy chế quanh gồ, lên chế quanh gồ sẵn rồi ha. Còn con TG 24 25 thì nó chạy chế vú bơm đó, vú bơm gặt đồ này kia đó ha. Và điện con này là điện IC chứ không có xài IC tép nha, IC càng luôn. Và lóc nó có dập mắt in da băng cho mình luôn nè. Con này thì siêu đẹp, siêu vip vậy hả anh em. Nòng con này 32 ly 23cc nha. Dòng TGX chạy cực kỳ chất lượng này, giật rất là nhẹ nhàng hơn TG luôn, tại vì nó có xả áp tự động trong nòng đó, giật nó rất là nhẹ. Và nó thêm cái nữa là nó được cái tum nhôm luôn anh em, TGX 23 Kawasaki ha, tum nhôm, tum liền đó ha. Tum nhôm thì chạy biết đời nào mà hư. Con này giá 1.5 triệu thôi nha, về chặt có cứng, có keo đập cước đồ là nói chung là ổn, ok hết nha anh em. Đó, một tay lái nha, không thích thì đổi bộ hai tay ha. Cần đầu bò rồi là nguyên zin hết.
cực kỳ êm. Chàm tì siêu ấm ha. Rồi con V9,5 triệu nha anh em. Em qua con V10 ha. Con V10 cái dòng này là dòng máy là Genoa Komatsu BC2003 mắc in da băng ha. Cái con này thì cái chụp giật nó bị oxy quá, nó bị lên màu, nó hơi dơ. Đó, con này thì 1,5 triệu nha anh em. Con này thì nòng 32 ly 23cc nhưng mà mình đập cước được nha. Đập cước được, chạy cỏ cứng là ngon hết. Cái dòng cái đời máy Komatsu anh em biết rồi, cái đồ bền là vô đói. Đó, còn cái phụ tùng hư món gì mua Trung Quốc mới là có hết nha anh em. Mua Trung Quốc mới là có hết, nhưng mà con này em bao zin cho anh em mình 100% ha. Đó, bao zin 100%. Đó. Rồi. Cái này nói gì nữa bây giờ, con Trung Quốc mới nhớ theo rồi, hư cái gì mua đó. Và cái độ ổn định nó rất là cao, nó chạy rất là ngon, rất là bền, bởi vì Trung Quốc nó mới nháy theo. Còn mà chạy Samba tàu lao bí đao đó nháy theo làm gì. Rồi chế quanh gồ ha, điện đời mới, nói chung là những con này là thuộc dạng đời mới nhưng mà cái vỏ nó hơi xấu thôi. Giá 1,5 triệu nha anh em, tum nhựa tum liền. Đó ha. Đây ga vào đây ha, hai cục mũ nè, không thích thì lên hai tay thì báo. Cần đầu bò đầu lòng nguyên zin hết nha anh em. Zin 100% ha. Con này giá 1,5 triệu thôi, chạy bao mạnh. Chạy phải gọi là cực im luôn. Thôi anh em ạ. Rồi, con V10 này 1,5 triệu thôi nha anh em, 1,5 triệu thôi ha. Đó, về đập cước hay là nói chung đừng có quan trọng hình thức bên ngoài thì lấy con này thì VIP, nói chung là VIP chạy cực kỳ ngon luôn ha. Rồi, em tiếp theo con V11 đó, anh em chốt hàng thì nhớ là liên hệ trực tiếp giùm em ha. Là 0972 949 527. Xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like nha anh em. Rồi, con V11 này là thuộc cái dòng máy Kawasaki TH26 mà giá 1,7 triệu thôi nha anh em. Lý do cái áo bị nám thôi chứ không bị gì nữa chứ. Đó, lý do là cái áo nó bị nám nhẹ như này nè. Chứ hình thức máy là bao zin cho anh em mình 100% hết nha. Chụp giật trợ lực lớn nè, chế quanh gồ tum nhôm, tum liền. Đó, con này thì nòng 34 ly 26cc. Tại vì nó là thiết kế cái áo nó quá gần đi, bởi vì chạy nó hơi nóng, nó bị cháy chỗ này, chứ nó không ảnh hưởng gì máy hết nha anh em. Anh em pha nhớt về cứ tỷ lệ pha nhớt chuẩn là xài thôi, chuẩn là xài bền thôi ha. Rồi, những cái con này thì nổ gam ti là phải gọi là thì thầm siêu ấm luôn, và lên ra cuối thì nó siêu lành. Đó, cái hệ này là hệ miền Tây nè, chạy cực kỳ chắc luôn. Đó, ví dụ như tôi mới mua cái máy TH26 chạy ngon quá, cái ông kế bên ông hỏi ông mua theo, cái ông kế nhà ông mua theo nó là nguyên cái sớm nên nó xài cái dòng máy này không bán được con máy nào hết. Đó, nói chung là dòng này chạy cực đỉnh nha anh em, cực đỉnh cực ngon, chạy không bao giờ không giặt luôn á. Dòng TH thì cái dòng máy là đời cao cấp nhất của Kawasaki rồi nha. Là chạy rất là ngon ha, lốc có dập da băng như mình ở đây nha anh em. Đó, tum nhôm tum liền, con này 1,7 triệu thôi. Đó, tum hơi chốc chút đỉnh ha, nói chung những con này đẹp là không bao giờ dưới giá 2 triệu á, nó hơi xấu quá vì bán giá rẻ cho anh em dễ xài. Rồi, tay lái hai tay ga hệ luôn nè. Đó, công tắc xuống là nổ anh em. Xuống là nổ, lên là tắt ha. Khoan để hồi để em xác định là em hướng dẫn sao. Cần đầu bò đầu là nguyên zin nha anh em. Chị phải gọi là siêu im. Rồi đúng rồi anh em, xuống là nổ, lên là tắt, anh em nhớ giùm em ha, chứ để nhiều khi anh em chốt rồi hỏi cái nào tắt cái nào mở đi rồi là nó quên rồi sao mà nhớ được. Rồi con V11 này 1,7 triệu, anh em không chú trọng hình thức bên ngoài, muốn con máy mạnh bền đó, đặc biệt là con này là bao bền, ổn định cao, tiết kiệm xăng thì lụm đó, thuộc dòng máy VIP anh em, tại vì cái vỏ nó hơi xấu thôi. Rồi em qua con V12. Con V12 này là cái dòng máy Maruyama anh em, nòng của nó là 32 ly 23cc, con này thì siêu đẹp luôn. Đó, đẹp ha, cỡ 90% á. Đó, thầy em đánh giá gì thôi nghe, còn em nhìn nhiều người không biết à. Đó, đây, tem Nhật còn luôn nè. Rồi, dòng Maru thì anh em biết đến là tiết kiệm xăng, bền, phụ tùng nhiều, ổn định cao, như vậy thôi ha. Chụp giật trợ lực, chế quanh, gồ, tum gời, tum nhôm, tum 260 luôn. Về gáp được xịt thuốc, thoải mái, bao la hết nha nè, máy thì quá đẹp luôn. Con này chắc tối nay cháy điện thoại với nó nữa qua. Giá 1,7 triệu thôi nha nè, 1,7 triệu ha. Nòng 32 ly, 23cc. Đó, 1,7 triệu thôi. Rồi hai tay lái ga chết, cần trắng cỏ, đầu bò rồi là nguyên gin hết nha anh em, gin 100% ha, máy thì quá đẹp rồi.
cực kỳ giòn, cực kỳ ngon ha. Rồi, con V12 này 1,7 triệu nha, anh em nhanh tay nha. Cái con ốc chân nằm nó mà còn sáng luôn nè. Đó. Rồi, con V13 cũng là cái dòng máy Genoa Komatsu, con này thì quá đẹp, quá VIP luôn anh em, 1,6 triệu thôi mà nó được cái cũng là tum gầy, tum 260 luôn. Đó. Rồi, con này thì anh em cũng biết dòng Komatsu rồi. Thì phụ tùng thư cái gì, mua Trung Quốc mới là có hết. Và con này thì quá đẹp anh em. Quá đẹp, nguyên zin hết, nòng 32 ly, 23cc ha. Chế quanh rột. Đó, tum gầy, tum nhựa. Tum gầy nhưng mà tum nhựa nha. Trên đây thì nó có chốc chút đỉnh nè, nhưng mà vẫn còn cái độ đẹp, cái độ hot hit của nó nghe nè. Chỗ này bằng nhôm, không quan trọng gì hết. Đó, ha. Chạy thì bao la, bao đầm hết, đập cước chặt cỏ cứng hay là bơm nước hay là gáp xịt thuốc gì cũng ngon hết. Đó, và anh em muốn lấy cái đầu máy thì trừ lại giùm em 350.000 nha. Đó, tum gầy thì lấy đầu máy trừ lại 350.000 ha, là nó như vậy. Muốn lấy gì ra lấy, còn cần thì không có bán nha. Cần nó về nó gãy, nó cong, nó thiếu nhiều lắm anh em, bởi vì nhiều khi không có bán được. Đó. Rồi, tay lái hai tay ra chết, công tắc trên tay luôn nha. Cần trắng cỏ đầu bò là zin hết nha anh em, zin chăm chăm nha, máy bao đẹp rồi. Vậy phải gọi là bao im luôn. Quá ngon rồi em. Chạy cực kỳ ấm ha, tem Nhật đồ còn yên nguyên hết. 1,6 triệu cho con V13, anh em cũng nhanh tay luôn đi nha. Đó. Em qua con V14 là cái dòng này là dòng Kyugit Echo 260. Cái dòng mà em thường hay giới thiệu, thường thay mà nói về những cái đặc điểm của nó là không bao giờ bị hư lửa. Đó, IC nó chạy rất là bền và chụp giật trợ lực, những con này lại nổ là giòn bon 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 bon, chạy rất là đã anh em. Đó, anh em nào mà đã từng xài những con máy cắt cỏ bãi mà những con máy quá trời cổ, đời nó quá cổ đi ha, nó hay hỏng IC, nó hay hành, nó thường là nóng chạy lên nóng nó tắt nguội nó chạy á, thì đến với con này không bao giờ có cái bị tình trạng đó, chạy rất là bền, càng nóng chạy càng dữ. Còn những con máy đời nó quá cổ thì nó có một số trường hợp là chạy nóng lên chừng tiếng đồng hồ đó, rồi đại ca ơi đi nghỉ ngơi, đi uống nước, đi hút thuốc đi, hồi tôi nguội nguội, hồi hái giật chạy nữa, đó là nó như vậy ha. Còn con này không có, chạy nó rất là ngon nha. Rồi chế của nó là chạy chế bích tông ga anh em, vú bơm trước nè, đó là kéo lên là đóng ha, xuống lên là nổ, tum nhôm tum liền đó. Máy thì nói chung có hình thức con này còn ok thôi anh em, chứ không được đẹp lắm, giá 1,9 triệu thôi, chạy thì bao ngon đó. Có ốc chỉnh gió cho mình ở đây ha, ốc gam ti chế da băng luôn, số xe ghi đây anh em, có chân bảo vệ cho mình luôn nha. Đó, quá đẹp ha. Rồi 1,9 triệu thôi nha, hai tay lái siêu đẹp luôn. Đó, ga công tắc xuống là tắt, lên là nổ, cần đầu bò đầu là nguyên zin hết nha anh em, giá 1,9 triệu cho con V14. Nó nổ không? Trở lên này. Quá ngon, chạy anh em nghe tiếng nổ không? Chạy cực kỳ chắc, phải nói gọi là chạy cực kỳ chắc ha. Rồi, con V14 này 1,9 triệu nha. Em và con V15 là con cuối cùng, cũng là một con phải gọi là siêu đẹp. Cũng gọi là siêu đẹp, siêu hot hit hôm nay nha anh em. Đó, con này là con gì? Genoa Komatsu BC2610, nòng 34 ly, 26cc, chụp giật trợ lực, tum gầy, tum nhôm, tum 260, giá 2,1 triệu. Bình xăng dưới rin rất đẹp nha, bình rin thì bởi vì nó có cục thun nè anh em thấy không? Còn bình mới là không có đâu ha. Đó, bình rin, chế rin, chế quanh rồi. Đó, giá 2,1 triệu thôi. Máy thì quá đẹp ha, cái bô con này thì quay lên trời anh em, kiểu như ống khói lò đường vậy đó ha. Đó, quá đẹp, xuất sắc. Cái bô màu đen, nước gam còn đẹp luôn ha. Con này 2,1 triệu anh em, dòng này thì hơi mua phụ tùng mới thì có rồi, khỏi nói nhiều ha. Đó, tum gầy, tum nhôm, ốc tán còn cực kỳ đẹp ha. Đó, rồi, miếng mướp nè, ốc đẹp luôn. Hai tay lái, còn anh em muốn gáp ga gì thì báo em, cần đầu bò đầu là zin hết nha nè. Rồi con này bao zin thôi chứ không có nói nhiều.
kỳ hỗn. Anh em nghe nó thét không? Cực kỳ thét ha. Rồi 2.1 cái đẹp, máy chạy thì bao mạnh nha. Đó. Và cái chụp giật này á, nắm lên, buông xuống, nổ. Ha, nắm lên, buông xuống, nổ. Nắm lên hết dây, nổ luôn. Đó, nói chung là chỉ cần nắm thôi chứ không có cần giật. Rồi V15 2.1 nhanh tay anh em. Anh em chốt con nào thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Xem nhớ đăng ký kênh nha anh em. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau.